Không, mẹ lên xe nó cứ thế nó chạy lên đây thôi, có phải làm gì đâu mà mệt. Ôi, nhà bà thông gia đẹp quá nhờ bà nhỉ. Chuyện con trai tôi làm tổng giám đốc mà lại, nhà tôi thiếu gì điều kiện đâu bà. Dạ, tôi nghe nói đợt này nghỉ hè không có ai trông bé An, cho nên là tôi bỏ cả ruộng vườn ở nhà để lên đây trông cháu, làm phiền bà mấy hôm. An ra đây với bà. Yêu quá nhỉ. An, lại đây. Con không nhìn thấy người bà ngoại đi đường xa bụi bặm bẩn như thế kia à? Ngồi cạnh bẩn thì sao? Lại đây với bà. Ở quê tôi trồng được một ít đậu lạc sạch với cả rau tôi sấy khô rồi, thì có gì tôi biếu ông bà. Linh mang cái cho mẹ. Mẹ gửi cho con ạ. Ui giảng, ở trên này siêu thị nó đầy, vừa tươi vừa ngon vừa sạch. Đồ quê chắc gì đã sạch. Kìa mẹ. Sợ. Thôi, thế để con đưa mẹ vào rửa mặt chân tay cho nó mát nhá. Xin phép bà. Không dám. Cứ chỉ nó lên ám rồi. Trông cháu cho con là được rồi. Nhưng mẹ ngồi một chỗ cũng quen. Với cả con đi làm suốt cả ngày, làm gì có thời gian mà làm việc nhà. Cứ để cho mẹ nhá. Nhưng mà con thấy mẹ làm như thế này vất vả quá. Thì ở nhà làm việc đồng ruộng ấy, còn vất vả hơn đấy chứ. Chả bố cổ. Đi làm đi con. Rồi đấy, ôi chết, con muộn rồi, làm nhá. Đi cẩn thận nhá. Vâng. Không ngủ được ấy thì bà cũng phải để cho người khác ngủ nhá. Mới sáng ra ầm ĩ lên ai mà chịu được. Ôi, tôi chết rồi, tôi xin lỗi bà, xin lỗi bà. Tập đổ nhà quê. Nóng lên nha, con phải thổi đi. Vâng ạ. Ừ. Con cảm ơn bà. Ừ, ngoan lắm, con ăn đi. Ngon không con? Ngon lắm bà ạ. Ai mà nấu cho con một nửa nhé. Ừ, mai bà nấu cho con bữa nữa, con ăn cẩn thận nha. Vâng. Ừ. Bà đấy ạ, bà ra ăn sáng đi, tôi đã nấu bún cho bà rồi đấy ạ. Bà nội ơi, bà ra ăn bún đi, bà ngoại nấu bún ngon lắm bà. Trời ơi, nấu như này mà nấu cho người ăn à?
từ mai bà đừng đi chợ nữa nhá, tiền không phải cỏ rác đâu mà cứ nấu này rồi không ăn được đổ đi. Nhà đúng là nuôi một lũ ăn hại. Nào đứng dậy bà cho ra ngoài ăn phở đi lên. Đi nhanh lên. Nhưng mà con muốn ăn bún vào ngoài nấu cơ. Không, đi ra ngoài ăn phở. Đi nhanh, đi theo bà. Ta còn quá mềm luôn ấy. Mẹ ăn gọi là mẹ Linh gọi cho đúng không? Vâng. Bà ơi, cho con xem tivi nhá. Ồ, nhưng mẹ Linh dặn là con không được xem tivi nhiều cơ mà. Con chỉ xem một tí tẹo thôi. Ừ. Thế chờ bà buộc tóc xong lại nha. Vâng. Đấy, chờ bà xong rồi. Xem 15 phút thôi nhá. Xem lâu ấy là hỏng mắt, trông nó không xinh được đâu nhá. Vâng. Sao không được nhỉ? Bà ơi, sao nhiều khó thế hả bà? Đâu? Ô, sao lại khó thế nhỉ? Để bà... Ôi dồi, mùi gì khét thế nhỉ? Ôi dồi ôi, bà làm cái gì thế này? Tivi nó bốc khói thế kia. Ô, tôi xin lỗi bà, tôi có làm gì đâu ạ. Bà... Tự dưng nó thế đấy hả? Bà biết cái tivi này bao nhiêu tiền không? Hả? Chuyện gì thế hả mẹ? Mày ngồi dậy. Con mày ơi... nhìn xem đây này. Mẹ mày phải đồ phá hoại không? Hỏng cái tivi rồi cái kìa, của một đống tiền. Tôi xin lỗi bà. Kìa mẹ, xin lỗi bà. Chắc là do chập cháy ở đâu thôi, chứ mẹ con có làm gì đâu ạ. Cô lại còn bênh mẹ cô à? Cũng là phụ đồ phá hoại. Kìa mẹ, dù sao nó cũng là chuyện ngoài ý muốn, với lại nó cũng chỉ là một cái tivi thôi. Mẹ nói thế có quá đáng quá không ạ? Thôi thôi con ơi, có đáng quá không nhỉ? Chỉ là cái tivi thôi à? Cô có biết rằng cái tivi này bán cả cái nhà ở quê của cô ấy cũng không mua được không? Hả? Tôi xin bà. Mẹ, tôi xin bà đấy. Bà bỏ tay ra. Mẹ đừng có coi thường bố mẹ con như thế ạ. Tôi nói cho cô biết nhá, nếu cô không chịu được ấy nhá, thì cút hết ra khỏi nhà tôi nhá. Ôi bà ơi, tôi xin bà. Tôi xin bà đấy ạ. Quản hại. Mẹ, mẹ có thể nói con như thế nào cũng được, nhưng mẹ không được nói mẹ con và con của con như thế. Thôi con. Đấy, bà xem. Mày im ngay mồm nhá. Bà xem con gái bà đấy, cái mẹ chồng chém chẻm đấy. Tôi xin lỗi bà. Đã như thế, hôm nay tôi cũng nói toạc hẳn ra nhá. Nếu không vì mày ấy cố tình ánh bụng ra để sinh con bé An ấy, thì không đời nào tao chấp nhận cho con trai tao nhá lấy cái loại con gái nhà quê như mày đâu, hiểu chưa? Bà ơi, bỏ tôi xin ra. Lỗi bà. Tôi xin lỗi bà. Mẹ nói như thế trước mặt con của con ạ. Mày tưởng mày hay lắm à? Tao đã nói rồi mà, không chịu được thì cút. Cút hết ra đây với bà. Ôi, tôi xin bà. Tôi xin bà. Bà đỏ nó ra. Tôi xin bà. Con ơi, cháu ơi. Tôi xin bà. Cút hết đi. Cô nhà quê ăn hại. Mẹ ơi, con ơi, cái thùng nào? Con xin lỗi mẹ. Con nín đi, chờ một lúc nữa bà bớt giận rồi con vào xin lỗi bà ấy nhá. Nhưng mà không có nhưng gì hết, bây giờ con phải nghĩ đến con An. Chuyện đã đến nước này, có khi mẹ phải về quê thôi. Đằng nào mấy hôm nữa con An cũng phải đi học rồi, con chịu khó vất vả thêm mấy hôm nữa nhá. Đấy là con. Bà đút cho con nha. Mẹ,
Mẹ cứ để cháu nó tự ăn đi, cháu nó cũng lớn rồi mà. Nào, há miệng ra vào đút cho nào. Sao thế? Thế mà là đồ cho người ăn à? Từ mai bà đừng mua chảy cho con ăn nữa. Tiền phải rác đâu mua về xong rồi đổ đi. Giữ về nhà một luôn hay. An, ai cho con nói chuyện với bà như thế? Ai dạy con hư như thế hả? Con, tại con thấy cháu không ngon. Lần trước bà ăn bún của bà mẹ nấu thấy không ngon, bà cũng bảo thế. Con chỉ bắt chước bà thôi. Nói như thế là không ngoan nhá, là bà có lỗi. Bà xin lỗi con nhá. Ngồi đây với bà nào. Alo anh à, mấy giờ anh về ăn cơm? Hả? Cái gì? Anh bảo cái gì cô? Phá sản đó? Như thế là như thế nào? Alo? Thằng Trọng hả con? Thế có chuyện gì thế? Mẹ ơi, anh Trọng bảo là công ty nhà mình bị phá sản rồi mẹ ạ. Nếu không có đủ tiền trả nợ thì người ta sẽ niêm phong mất cái nhà này của mình đây. Hả? Bây giờ mình phải làm sao hả mẹ? Cái gì? Phá sản đó. Ôi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ lên đây mà không bảo với con. Ừ thì con gọi điện về báo cho mẹ như thế. Mẹ lo quá cho nên mới phải đi nhá. Bà, tôi nghe cháu nó nói bà bị ngất xỉu. Bà đã khỏe hơn chưa ạ? Cảm ơn bà, tôi cũng đỡ nhiều rồi ạ. Chuyện là thế này. Con cầm lấy, đi trả nợ ngân hàng bớt đi. Cái gì đây hả mẹ? Bố mẹ đã bàn bạc và quyết định bán tất cả cái số đất đai ở nhà đi để lấy tiền cho con đi trả nợ cho ngân hàng. Bố mẹ bây giờ cũng già rồi, cũng chả có sức mà làm nữa. Cái số đất đai đấy có để lại thì cũng sau này cho con thôi. Mà bây giờ con lại đang cần tiền. Con không lấy được tiền của mẹ đâu. Bà, gia đình chúng tôi cũng không giàu có gì, nhưng cũng có một chút ít để cho bà giữ lại cái nhà cho các cháu nó ở. Tôi đúng là chả có mặt mũi nào nhìn lại bà. Thôi, bà đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ mình già rồi, sức khỏe là quan trọng nhất. Bây giờ tất cả mình sống vì con, vì cháu thôi mà. Bà đừng có áy náy nữa nhé. Cảm ơn bà, tôi xin lỗi bà bỏ qua cho tôi nhé. Không có gì.